về nhá bọn mày. Ừ, lần sau gọi lại đi nhá, chơi mày được đấy. Về nhá, bye bye. Hey, chúng mày ơi, tao thấy chơi với nó kiểu gì. Ừ đúng rồi, nó còn bị thối mồm cơ, đéo chơi đâu. Ừ đúng rồi, không biết tao có nhầm không mà tao ngửi thấy mùi hôi nách. Anh em ở chơi nhá, tôi về đây. Thôi lượn mẹ cho nước nó trong. Trong ghét phờ lờ về mẹ đi. Mồm thối nhớ về nhà đánh răng đấy. Về đây. Ê, chơi với thằng này ok phết nhở. Ê, tao nghĩ lần sau gọi nó đến chơi, thằng này ok chơi vui đấy. Thằng này trông thế vẫn được phết, tao thích. Không có điều kiện mua con Spider, cũng chẳng có tiền mua con Winner. Nhưng Lisa ơi, tao tính là sang năm tao đi khỏi vùng quanh trái đất là mày. Tao đi khoảng 2 năm, rồi đầu tiên á, là tao sẽ cưỡi cá sấu xuống Thái Bình Dương. Rồi là tao nhảy dù xuống Nam Cực, xong rồi sáng tập kim ở Bắc Cực luôn. Rồi tao sẽ bán nhất con thỏ, 80.000 cho chị Hồng á mày. Ờ, vậy thôi đó hả? Tao khuyên mày á, nếu mà đi được thì nên lặn xuống đến biển Himalaya. Ở dưới là yên tĩnh, nhiều động vật quý hiếm nữa, xem cho nó vui mắt. Hai đứa đi chơi vui ha. Trong khoảng thời gian hai đứa đi chơi á, thì tính thuê thêm khoảng 1.000 nhân viên, tính thêm mở thêm 800 chi nhánh nữa. Bởi vì chỉ bán những con thỏ chạy quá, có 80.000 thôi mà bán cái hàng luôn á. Ờ, hay nha. Với trình độ của em sẽ để quản lý cho chị 300 cái. Mà quản lý 300 cái có tăng lương không à? Yeah, thức quá đi à. Em quản lý cho chị 400 cái chị nha. Ừ, chị cũng tính vậy á. Tại vì hai đứa đi chơi lâu quá à. Mà khách của chị nó đặt đó, chị sợ nó bị hủy đơn hết á. Nên chị cho hai đứa nghỉ luôn. Nè, đơn xin nghỉ việc của hai đứa. Hai đứa ký vô đi. Trời ơi, được đi chơi mà thích phát khóc luôn trời. Thôi, bye bye hai đứa đi chơi vui nha. Chị đi đây. Chị ơi, em không đi nữa đâu mà.